Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chỉ số tia cực tím các tỉnh thành khu vực miền Trung và Nam Bộ ở ngưỡng cao cho đến rất cao, đặc biệt là trong khung giờ từ 11 giờ cho đến 13 giờ. Cụ thể, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào Cà Mau đều trên 7, thậm chí thành phố Hồ Chí Minh còn ở mức từ 8,4 cho đến 9,2, tương đương mức rất cao trong thang bản đo chỉ số tia cực tím. Ở mức này, tia cực tím có thể gây bỏng da người nếu cơ thể tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng liên tục trong 25 phút. Ngoài ra, nhiệt độ của khu vực từ thành phố Hồ Chí Minh trở vào phía Nam đều trên 32 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đây là mức nhiệt nằm trong khoảng thang đo từ 32 cho đến 41 độ C. Thang đo cảnh báo mức nhiệt có thể gây say nắng, kiệt sức, chuột rút dị nóng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần che chắn khi ra ngoài vào giờ trưa và ngoài ra cần bổ sung nước thường xuyên. Xin được trở lại với tình hình thời tiết cho khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An trong đêm nay và ngày mai. Trên địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ, thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, trên địa bàn tỉnh Long An, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh và sét, với nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước tại các huyện phía Bắc xuống theo triều, nước đổ về và mưa tại chỗ. Dự báo ngày mai, 8 tháng 8, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Bộc Quá là 0,81m, tại trạm Tân Hưng là 1,24m, ở trạm Vĩnh Hưng là 1,27m và 1,61m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền P. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn ở mức 1,20m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước ở khu vực này xuống theo triều. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất vào ngày mai là 0,97m, còn ở trạm Bến Lức là 1,10m. Trong ngày mai, sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 11 giờ và 21 giờ cho đến 23 giờ. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 11 giờ. Xin được chuyển sang thời tiết ở khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An cho biết, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ, chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ tiếp tục tồn tại, đối với hội tụ gió ở phía Đông Bắc Bộ có xu hướng di chuyển về phía Tây, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình. Trên cao, cao cận nhiệt đới, nâng trục lên phía Bắc, qua khu vực giữa Biển Đông. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Tại miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong mưa dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ, có nơi trên 33 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.